Thác Sơn chào cá bà con ha. Thì tiếp tục bữa nay Thác Sơn quay bà con nông dân Khmer thu hoạch lúa. Đây là cánh đồng của xã An Giáo phía trên cầu Quận Tiện không con, phía trên tỉnh lộ DT948 á, đường vô an cư vô chùa Sà Rắc kia nè. Cái này kêu lúa quận trên nhưng mà vẫn bơm điện ha bà con. Đây là cái đường đi vô cái lốc đôi á. Chùa Sà Rắc. Chùa dân tộc Sà Rắc, đường vô chùa dân tộc Sà Rắc đồng quận trên. Đó, trước mặt bà con là núi Cấm đó. Ông Phật Di Lặc ngồi ngay chân trước mặt bà con đó, thấy không? Này không biết là thấy anh trắng đó, trắng nó xa lắm, thu không tới đâu. Nó ông Phật Di Lặc ngồi đó. Thấy không? Ông Phật Di Lặc ngồi đó. Thì bữa nay Sơn quay cũng báo giá lúa cho bà con luôn ha. Thì đây bà con ta bán đây là 5451 mấy bà con. Đây 5451 nhiều. Bà con nhân tộc mình làm 5451 mà ít ai làm đâu em lắm. Cái thằng 5451 thứ nhất cái dễ làm, thứ hai nó tịnh ha. Còn ô em mà nếu bà con nhân tộc mà làm mà không biết cách làm bỏ cái là tắt luôn. Công cắt chắc khoảng 7-8 bao luôn. Ý là 5451 dễ làm nhưng mà năng suất còn có nữa. Thì đồng này đồng lúa quân trên thì nói chung là đất trên núi mà bà con, thì đa số là đất cát ha. Đất cát kêu cát gò mối đó. Không có phèn ha, đây không có phèn, đất cát gò mối thì không có phèn đâu. Nó lúng rồi bà con đi nó ỉnh đã lắm. Mà cát không à. Thì giá lúa ở đây thì bà con ta bán đối 5451 thì 8.300 ha bà con một ký ha. 8.300 đấy, cao rất là cao ha. Ở đây đó, còn ở dưới đồng bằng mình mà cặp mương lộ là không có phí vận chuyển này kia đó, chắc cũng khoảng 8.500 á. 8.500 còn ô em chắc cũng cỡ 8.700-8.800 thôi con. Thì hiện tại thì lúa nó lên lại rồi, thì nói chung thì cũng có lúa là nó bán. Một số bà con sau thì hưởng lợi thôi, còn bà con trước thì thứ nhất là giá không có mấy bà con đồng hai vụ này nữa. Bán một bán lúc trước rồi lúc bán gọi là lấy cọc có 6.8-6.9 rồi, tới chừng lên nó cho được 71-72 thì nói chung cũng hết lúa rồi. Mấy bà con đồng du báo vậy bán cho lên 73-74 mình nó ra 73-74 thì tính ra không đâu có nhiêu đâu. Năng suất không có đây thì trung bình một công điền nó khoảng 8-10 bao thôi. Thì đây chắc cũng miếng này chắc cỡ 8 bao nè. Bà con thấy không, lúa xanh lè nó bông nhưng mà thật sự cắt ra nó không có ký. Rồi phân thuốc nó lên nên chi phí vật tư rồi chi phí cắt kéo rồi nó cứ diễn lên, xăng dầu lên thì phải lên rồi. Nói chung là bà con mình chi trả chi phí cho canh tác lúa là rất là cao chứ không phải thấp đâu. Mình hiện tại bây giờ lúa 7-8 ngàn không á, mà bà con mình tính ra cũng đâu có lợi nhiêu đâu. Mà nếu mà lúa 6 ngàn nữa là chắc cũng lỗ lúc luôn. Nếu bà con nói lỡ lúa 6 ngàn rồi sao? 6 ngàn Bình Dương cũng không có công ty đâu mà làm. Thôi thời buổi giờ phân thuốc lên rồi chi phí dịch bệnh đồ đó, bà con nghĩ đó giờ mình làm tính ra làm lúa đâu có bệnh bạn gì đâu. Mà bây giờ nó phật lên cái là mũi hành nè. Bà con làm 3 vụ mà không xịt mũi hành đi thấy cái cảnh. Mũi hành là sau được phân là bây giờ là vụ nào cũng có luôn. Bây giờ là nói chung là cái vô đại dịch rồi đó. Rồi thêm dịch mũi hành sau được phân đậu ô vi khuẩn, cái nào cũng có chứ không con. Thì đây anh em máy kéo người ta tiến hành kéo luôn hả bà con. Đây đất ở đây thì bà con thấy là đất đây thì nói chung thì đất cát cò mối hả bà con. Khi mà bà con ấy nó dẻo giống như là ấy, kêu đất cát cò mối á. Dưới nghèo à. Xe mà mắc lầy cái bánh hơi lên làm hơi mệt á, nó thích chứ lắm. Thì nói chung thì đất cát này ít tỉnh lắm bà con ơi. Đồng làm lúa đặc biệt nó 4-1 mà còn ít tỉnh nữa. Làm lúa trước mà khi dịch Covid-19 xuất hiện đó thì nói chung là lúc đó bà con mình làm nói chung lúa là 5-6 ngày vẫn có lời hết. Thứ nhất là năng suất lúc đó thấy nó còn nó tệ lắm, là cũng 700-700 cái vụ nào tệ nhất là 750 đó, trung bình nó 800 mấy không à. Còn bây giờ làm như cái thời tiết bây giờ bệnh quá bà con ơi,
nhiều khi đồng hai vụ bà con thắt cũng 600 mấy công cắt nữa, có nữa, nặng phân nặng thuốc lắm mới được 8 ra ngoài. Mọi giờ phân thuốc nó lên cái nữa. Với hồi lúc trước bà con mình làm nhiều khi tới đối với mấy lúa này là 4 mấy ngày mới xịt cử nữa, thậm chí 50 ngày mới xịt. Còn bây giờ là mới có 10 mấy ngày bắt đầu xịt ngừa mũi hành với đục phân, không xịt nó ăn có đảm bà con luôn. Bây giờ là nó lưu truyền rồi, như là nó luôn đó. Thời buổi bây giờ, thời buổi mà làm cái gì cũng xịt sọt hết trơn, kể cả rau màu. Mỗi lần ba hủ qua mớp đồ đó, kể cả trái ớt luôn mà biết cay dừa gì đâu mà có đau vụ thúi đâu. Mà bây giờ ông đích dạng chích thúi cho. Giờ sống mà con mình sống là dễ ung thư lắm. Có cái vỏ lúa nó bảo vệ bà con, nên là dù bà con mình xịt còn 5-10 ngày cắt nữa, thì khi bà con mình cắt ra rồi phơ rồi xay ra gạo rồi vô ăn nó, nói chung nó không ảnh hưởng gì chứ, không có độc hại chứ. Bà con mình sợ là sợ mấy cái rau màu hoa quả trái cây kìa, cái đó đó là cái chính là của bà con mình đó, gây bệnh ung thư đó. Còn cái lúa này nó bà con mình 5 ngày nó xịt cho bà con xịt thuốc lưu giãn, cho bà con xịt Besna luôn không sao chứ. Một số bà con nó ta 5-7 ngày xịt nữa, đừng ăn gạo, mua trái cây, mua rau gạo màu ăn. Cái nào mình nói chung là mình ăn mình thấy nắm bắt được cái nào bệnh hay không bệnh. Cái này là cái hạt gạo hạt lúa mình nó có cái vỏ bảo vệ. Còn như trái cây với này kia nó ra rồi dù có vỏ nhưng mà bà con gọt nó cũng thấm vô, còn vỏ lúa đâu thấm nổi. Mà trái cây rổ này kia thì bà con ăn liền, còn lúa này nhiều khi cắt rồi phơ rồi sấy rồi ra gạo lâu lắm nó cũng đi thuốc hết rồi. Quá xanh bông chín mà lá xanh chắc rước phân dữ lắm nè, bò ăn đã luôn. Thì nói chung bác Sơn quay cho bà con mình xem hết quay mình. Thì cái giá lúa thì nó vậy, trung bình thì 54-51 thì nó ở đây thì bán 83, còn ô em thì từ 86-87 hả bà con, mà giờ cũng hết lúa rồi. Đây cảnh bà con mình làm lúa nơi cảnh gần núi này đẹp lắm nè. Bình nó trên 60 kg ha, bao là vô lỏng lỏng thì cũng 58-59, trung bình nó là từ 58-62 kg là nhiều á, vô đầy đầy thì 62-63 không à, có bao 65 luôn nữa. Mấy cái bao vàng hai gạch này là thấy vậy vô nó nặng lắm. Vụ sau này không biết, tới vụ ba này không biết giá nó cũng, thì giá nó trung bình cũng từ 8.000 trở lên á. Mà cái năng suất lúa không biết sao, cái nếu năng suất lúa bà con từ 800 trở lên thì có lời, còn dưới 800 thì cũng nói chung đất nhà có ăn thôi, còn đất mướn là thấy bà con mệt nữa. Vụ ba này nó nhiều nguy cơ lắm á. Thứ nhất là vậy, vụ ba bà con là phân thuốc mắc, thứ hai là dịch hại như chuột. Các cái đồng ba vụ mà bà con mình sẽ trước cái chuột dữ lắm á, thấy nó tấn công quá nhiều. Thứ nhất là tiền bà con, tiền chưa tính tiền thuốc chuột nè, rồi tiền bị lúa bị chuột cắn thất thoát nè, rồi tiền mà con mua ba cái cao su gạo chuột, nói chung là tính ra chi phí rất là cao, đặc biệt là các bà con gạo mặt tiền. Vụ ba thì bà con biết là chuột dữ lắm. Rồi cắt lam này nó xong rồi con, nói chung nguyên miếng này cây ở 5 công á, có 5 công mà gỡ con xe rồi con giờ con xe nè. 5 công không chắc không được 50 bao nữa, công cắt sợ lắm, chắc tính bao 8-7 bao. Thứ nhất là dày nè, mà con thấy cái dàn lúa nó dày gom à, gom nó dày, cây nhỏ nhỏ mà bông thì nhiều khi nó không có nhiều bông đâu, cây bự á mới nhiều bông. Nó cắt ra con giờ khu này từ 5 công. Rồi, Trang chia sẻ cho bà con nghe.